Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Trong video ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tiếp các em giải các cái bài toán khai triển nhiều thức Newton bằng cách sử dụng máy tính Casio phần 2. Tiếp theo video của ngày hôm trước, chúng ta qua cái nội dung của phần 2. Sử dụng máy tính để tìm hệ số của x mũ k trong khai triển nhiều thức Newton. Rồi các em cùng theo dõi. Dạng toán số 2 là tìm hệ số của x mũ k trong khai triển. Vậy thì chúng ta chỉ việc là gì? Bấm máy tính và ghi kết quả. Các em không cần ghi chép gì nhiều. Thứ nhất là các em ghi cho thầy cái công thức. Tổng gì? CKN, N là 18. K chạy từ 0 đến 18. A tức là 3x tất cả mũ 4. Rồi tất cả mũ 18 trừ K. Còn B, B là 4 phần x mũ 3 là tất cả mũ k. Bây giờ chúng ta có thể viết lại dưới dạng thu gọn. Và sau đó các em chỉ việc nhập vào máy tính. CK 3 mũ 4 tất cả 18 trừ k. Rồi 4 tất cả mũ k. Nhân cho gì? X mũ 4 18 trừ k. Rồi trừ cho 3. Bởi vì ở đây các em chia hai lý thừa cùng cơ số không? Ở dưới này là chúng ta có là 3x mũ 3k đó. Ta lấy x mũ 4 tất cả mũ 18 trừ k chia cho x mũ 3k. Mà chia hai lý thừa cùng cơ số thì trừ các số mũ cho nhau giữ nguyên cơ số. Vậy thì phần cơ số sẽ là phần này. Đó. Và phần số mũ sẽ là phần này. Vậy thì cái biểu thức này nó phức tạp. Cho nên chúng ta phải dò cả hệ số lẫn số mũ. Bằng cách các phần này các em nhập vào hàm F. Và cái phần số mũ này nè, em nhập vào hàm G cho thầy. Vậy chúng ta cần để chế độ là hai hàm. Như vậy chúng ta cần cài đặt lại nha. Rồi, bấm Shift Menu Table. Các em chọn hai hàm cho thầy. Đấy. Hàm F thì các em nhập phần hệ số. Còn hàm G thì các em nhập phần số mũ của X. Và lúc đó chúng ta sẽ xác định được ngay hệ số của X mũ 2. F thì các em nhập này, 18 CK nhân 3 mũ 4 thừa số cho 18 trừ K. Rồi tiếp tục nhân cho 4 tất cả mũ K. Đây là các phần F tức là phần hệ số. Các em bấm bàn thì nó sẽ hiện ra G. G thì các em nhập số mũ. 4 mở ngoặc 18 trừ K trừ cho 3K. Rồi G là các phần số mũ thì mình nhập đúng y các phần số mũ. Các em bấm bàn và chúng ta dò trong miền từ 0 cho đến 18. 0 đến 18. Bước nhảy là 1. Và chúng ta sẽ có hai cột này. Cột thứ nhất F chính là ứng với các hệ số của khai triển. Cột thứ hai là G chính là ứng với các số mũ. Bây giờ mình cần dò là gì? Cần dò số hàm chứa x mũ 2. Có nghĩa là chúng ta cần tìm làm sao cho G bằng 2. Cần tìm G x bằng 2. Từ đó mình suy ra F tương ứng. Được chưa này? Là nó ra hệ số x mũ 2 thôi. Đấy. Đặc biệt là các em làm trắc nghiệm là cực kỳ nhanh luôn. Rồi bây giờ các em chỉ việc dò bên cột G đây. Khi nào nó bằng 2 ta dừng. Rồi thái rồi nè. Đúng chưa? G bằng 2 nè. Ứng với F bằng bao nhiêu? Wow, một con số rất là khủng khiếp. Đúng chưa? Đấy. Vậy thì bây giờ làm sao để biết con số khủng khiếp này là gì? Thì các em cứ việc là gì? G bằng 2 thì ứng với F bằng cái này. Và ứng với K là bằng gì? Bằng 10. Như vậy K bằng 10 thì chúng ta sẽ được kết quả. Mà K bằng 10 thì các em chỉ việc là gì? Tha K bằng 10 vào cái biểu thức F là chúng ta có kết quả F. Đó chứ này. Còn nếu con số nó nhỏ thì chúng ta ghi ra. Số này nó quá lớn thì chúng ta không ghi ra. Mà chúng ta ghi thế K vào thôi. Các em suy ra K tương ứng và chúng ta thế vào. Vậy ứng với K bằng 10. Cho nên thầy thay vào đây. Thì thầy sẽ được này. K bằng 10 thì ta sẽ được là C 10 của 18. Nhân cho gì? 3 mũ gì? 3 mũ gì đây?
À 18 mà trừ 10 thì còn 8. 8 nhân 4 là 32. Rồi 4, 4 mũ 10. À và ta có kết quả. Được chưa này? Và đây là kết quả. Hệ số của x mũ 2 là 10. À, C 10 của 18 nhân 3 mũ 32 nhân 4 mũ 10. Một con số rất là khủng khiếp. Được chưa này? Đấy. Ok chưa? Rồi, vậy là chúng ta xong rồi đó. Tìm được hệ số của x mũ 2 rồi đó. Làm trắc nghiệm là khoanh cái rập liền, không? Rồi, ok, qua bài số 4. Bài số 4. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển. Có nghĩa là các em cần tìm số hạng chứa x mũ không. Đó chứ này. Rồi vậy mình vẫn làm tương tự. Vẫn làm tương tự nha. Bây giờ chúng ta sẽ viết cái khai triển này ra trước. Biểu thức D sẽ bằng. D sẽ bằng gì này? Tổng CK của 20. 2x tất cả mũ 3 rồi mũ cho 20 trừ k trừ 5 phần x bình phương tất cả mũ mũ k k chạy từ 0 tới 20. Vậy thì bây giờ các em nhập cái phần hệ số là phần nào? Phần hệ số này suy ra phần hệ số là ak bằng ck 20 nhân 2 mũ 20 trừ k nhân cho trừ 5 tất cả mũ mũ k. Đây là phần hệ số này. Đó. Còn các phần mũ, số mũ của x, số mũ của x sẽ là gì? À, 3 nhân cho 20 trừ k chia tức là trừ trừ cho 2k. Các em lấy cái mũ này này, 3 nhân 20 trừ k chia cho 2 mũ 2k. Đó. Rồi như vậy thì chúng ta nhập ak chính là các em nhập vào f. Còn số mũ các em nhập vào g. Số mũ của x các em nhập vào g cho thầy. Rồi chúng ta cùng thực hiện nha. 20 C10 20 CK các em 20. 20 CK tức là CX. 20 CX nhân cho 2 mũ 20 trừ x nhân cho trừ 5 tất cả mũ x. Đây là phần hệ số tức là f. Ta nhập g. G là các phần số mũ 3 20 trừ x đáng ngoặc trừ cho 2x. Được chưa này? Rồi bấm bàn. Chạy từ 0 cho tới là 20. Máy cũ là không chạy nổi nha các em. Máy mới thì vẫn ok. Máy cũ thì em phải dò hai lần. Từ 0 tới 10 xong rồi từ 10 tới 20. Bấm bàn. Đấy, và bây giờ các em chỉ việc dò gì? Người ta bảo mình là tìm số hạng không chứa x. Tức là chúng ta cần tìm số hạng với cái mũ ứng với cái mũ là bằng 0. Vậy các em cần tìm làm sao cho cái mũ nó bằng 0 này. Đấy. Được chưa này? Làm sao cho cái mũ nó bằng 0 là được. Tìm F sao cho G bằng 0. Đấy, mục tiêu của mình là như thế. Rồi bây giờ mình sẽ dò bên cục cục G. Cái G bằng 0 là mình dừng. Rồi, ok này. G bằng 0 ứng với đây. G bằng 0 thì ứng với F một con số rất là khủng khiếp, mình không biết bao nhiêu. Nhưng mà mình sẽ biết nó ứng với K bằng 12. Như vậy các em chỉ việc là thay K bằng 12 vào là ok. Được chưa này? Rồi, bây giờ thầy. À. Như vậy ta ghi ra thôi. À. Như vậy thì suy ra là gì? Hệ số hạng không chứa x là ứng với K bằng 12 nha các em. K bằng 12 thì các em sẽ trả lời là gì? C12 của 20 nhân cho 2 mũ này. K bằng 12 tức là 2 mũ 8. Các em thay vào đây. 20 trừ cho 12 là 8. Nhân cho trừ 5 mũ
trừ 5 mũ 12, k bằng 12 mà. Rồi, khi mà con số nó quá lớn thì các em cứ ghi như thế này là xong. Và câu trắc nghiệm thì chúng ta chọn ngay đáp án. Ok chưa này? Đã, các em thấy rằng là cái việc sử dụng máy tính nó cực kỳ đơn giản, cực kỳ hiệu quả, tiết kiệm thời gian công sức và rất là chính xác. Bây giờ bài số 5 nâng cao hơn một xí thì làm sao? Muốn tìm hệ số x mũ 8, trước hết các em phải tìm n. Mà muốn tìm n các em lại dùng máy tính các em dò cái này cho thầy. Ok chưa? Rồi bấm AC. Rồi, các em nhập cái này cho thầy. X A3 xíp nhân 3 trừ 8 nhân x, nhớ nhập cho chính xác nha. À, XC2, nếu mà không có dấu nhân chỗ đây là sai nha. Cộng XC1 trừ 49, các em chuyển 49 qua. Rồi các em dò cho thầy. Hai hàm thì cái hàm g mình đừng nhập gì hết, bỏ không đi. Các em dò cho thầy từ 0 đến 20 bước nhảy bằng 1 đi. Để xem thử là cái n mình tìm được là bao nhiêu. Các em lưu ý là muốn tìm n thì các em chỉ cần dò làm sao cho f bằng 0 là chúng ta có n. Rồi, ok dừng. F bằng 0 ứng với n bằng bằng bảng. Như vậy thì chúng ta sẽ suy ra được n bằng bảng ngay lập tức này. Chỗ đây là suy ra n bằng bảng dựa vào máy tính. Ok chưa? Còn các em muốn kiểm tra thì dò thêm, không còn nữa đâu, không, hết, bấm AC. Rồi, bây giờ làm sao để mà thực hiện cái khai triển này? Đấy, chúng ta biết này. X bình cộng 2 tất cả mũ n, tức là bây giờ là mũ 7 đó các em. Sẽ bằng tổng CK 7 gì nữa, thầy sẽ viết đảo ngược lại nha. X bình thôi thầy viết rõ ra một xí này, x bình cộng 2 thì thầy đảo là 2 cộng x bình tất cả mũ 7, viết như này nó sẽ thuận hơn, các em dễ làm hơn. CK 7 2 mũ 7 trừ k nhân cho x mũ bình tất cả mũ k, tức là x mũ 2k, k chạy từ 0 tới tới 7. Rồi các em lại đi dò cho thầy dò phần hệ số thôi, bởi vì cái mũ của mình là nó đơn giản nè, nhìn vô thấy ngay, cho nên mình chỉ cần dò hệ số là mình biết được rồi hả. Suy ra hệ số của x mũ 8 là, rồi các em sẽ tính cho thầy thử qua, dùng máy tính tính cho thầy thử là kết quả là bao nhiêu. Các em nhập vô này, 7 rồi 7 nha, 7 xíp chia k là x, 7 cx nhân cho 2 mũ 7 trừ x nhân cho hết rồi, cái x thì không cần, c7 7 cx nhân cho 2 mũ 7 trừ x, rồi các em bấm bàn thôi. Và g mình bỏ qua đi, mình sẽ dò trên miền từ 0 tới 7. Đấy, bước nhảy là 1. Và các em dò cho thầy hệ số x mũ 8, tức là muốn cho x mũ 8 thì k phải bằng mấy các em? K phải bằng 4. Đúng chưa? À, muốn cho x mũ 8 thì k phải bằng 4. Vậy các em dò ứng với x bằng 4 là các em dừng. Đây, ứng với x bằng 4 này. Vậy hệ số của x mũ 8 là ứng với k bằng 4. Mà k bằng 4 thì ta tìm được là 280. Vậy ta ghi chỗ đây là gì? Vậy hệ số của x mũ 8 là A8 đi nha. Hệ số x mũ 8 thì ghi là A8 bằng 280. Thế là chốt được đáp án. Ok, như vậy là trong video này thầy chỉ hướng dẫn các em giải 5 bài tập về cái việc là khai triển nhị thức Newton bằng máy tính, cũng như là tìm hệ số x mũ k trong khai triển nhị thức Newton bằng máy tính một cách nhanh chóng, đơn giản, hiệu quả. Video của thầy đến đây là kết thúc. Nếu các em thấy hữu ích thì vui lòng nhấn đăng ký kênh ủng hộ thầy để thầy ra được nhiều video tiếp theo hay hơn, hấp dẫn hơn, giúp các em học tập tốt hơn. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em vào video tiếp theo.